Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem bản tin tối ngày 5 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổ chức lễ hội áo dài Phụ nữ Quốc Oai hội nhập và phát triển, hội thi dân vũ thể thao, hội thi duyên dáng áo dài và trao giải cuộc thi nét đẹp áo dài qua ảnh năm 2024. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình lễ hội áo dài Phụ nữ Quốc Oai hội nhập và phát triển. Mở đầu là màn đồng diễn áo dài trên nền nhạc dân vũ với các bài hát Sinh tươi Việt Nam, Hãy đến với con người Việt Nam tôi và Mùa xuân ơi Việt Nam đến rồi do 500 chị em cán bộ hội viên phụ nữ và 22 đại biểu nam giới đến từ 21 xã thị trấn và phụ nữ công an huyện trình diễn. Chiếc áo dài gắn bó với những thăng trầm của lịch sử dân tộc để rồi tỏa sáng vẻ đẹp trong thời đại ngày nay. Đơn giản, gọn gàng, duyên dáng mà thanh lịch. Có lẽ chính vì vậy mà áo dài trở thành trang phục truyền thống của phụ nữ Việt một cách tự nhiên và gần gũi. Với niềm tự hào và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống, từ xa xưa không chỉ phụ nữ mà đã có rất nhiều nam giới đã yêu thích lựa chọn trang phục áo dài cho những sự kiện quan trọng. Màn đồng diễn đã mang đến màu sắc mới mẻ, tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, tôn vinh nét đẹp thanh lịch văn minh của phụ nữ thủ đô nói chung và phụ nữ Quốc Oai nói riêng, góp phần quảng bá về mảnh đất con người Quốc Oai văn hiến văn minh hiện đại, là điểm nhấn an toàn thân thiện, hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai tổ chức sự kiện với hai nội dung lễ hội áo dài và hội thi dân vũ. Đây là một trong các cái chuỗi hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, với một cái mong muốn để truyền tải các cái nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống áo dài và nét đẹp của người phụ nữ Quốc Oai trong việc phát huy sáng tạo để giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn liền với quảng bá du lịch. Đồng thời thì cũng phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong việc bảo tồn những giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống áo dài của dân tộc Việt Nam, nhằm đẩy mạnh các cái hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong các cấp hội phụ nữ. Tại phần trình diễn áo dài, các chị em hội phụ nữ trong tà áo dài thướt tha duyên dáng, rực rỡ tự tin, sải bước trên sân khấu với niềm tự hào về tà áo dài đại diện cho người phụ nữ Việt Nam. Các mẫu áo dài trình diễn đều là các mẫu áo dài truyền thống, được thiết kế từ đơn giản thanh lịch đến các mẫu sáng tạo ấn tượng của nhiều nhà thiết kế, lấy cảm hứng từ văn hóa, cuộc sống người Việt, văn hóa Quốc Oai để tạo nên bức tranh rực rỡ đầy màu sắc của chương trình. Các mẫu thiết kế đa sắc màu, sử dụng chất liệu vải chọn lọc, các họa tiết được thêu, phun, đính kèm một cách tinh tế, khắc họa rõ nét vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Với những nụ cười rạng người, những đôi mắt sáng lên trong niềm vui và sự hào hứng của các chị em đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn vô cùng tự tin, ấn tượng, đẹp mắt và tràn đầy năng lượng. Trong thời gian qua thì Hội Phụ nữ xã Nghĩa Hương đã tổ chức tập luyện với tiết mục trình diễn áo dài chủ đề là Một vòng Việt Nam. Các chị em phụ nữ của xã Nghĩa Hương gồm 30 chị em đã tập luyện rất là tích cực và nhiệt tình, đã đem đến cho hội thi một tiết mục rất là ấn tượng. Và qua chương trình hôm nay thì chị em phụ nữ xã Nghĩa Hương đã được giao lưu, học hỏi và có thể hiện được tự tin trước sân khấu. Và trong thời gian tới thì rất mong là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này để cho chị em phụ nữ cơ sở chúng tôi được giao lưu, học hỏi, đoàn kết và thể hiện bản lĩnh tự tin của người phụ nữ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hội thi dân vũ thể thao Phụ nữ Quốc Oai khỏe đẹp duyên dáng, thu hút sự tham gia của 15 đội dân vũ đến từ các chi hội phụ nữ của các xã thị trấn trên địa bàn. Các tiết mục dân vũ được dàn dựng công phu, đầu tư trang phục mang nhiều giá trị nghệ thuật. Các đội đã thể hiện các tiết mục dân vũ của mình, phô diễn sự khỏe khoắn trong từng động tác nhảy dân vũ trên nền nhạc tự chọn qua các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, như tiếng đàn ta lư, đất nước tôi, mời anh về Tây Bắc, gặp nhau giữa rừng mơ, tổ quốc gọi tên mình, những trái tim Việt Nam, sinh tươi Việt Nam, một vòng Việt Nam, mang đến không khí hết sức sôi động, đa sắc màu, vui tươi,
tạo được tinh thần phấn chấn cho các bà, các mẹ và chị em gái nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Hôm nay với cái tinh thần, thứ nhất là đoàn kết, thứ hai là giao lưu học hỏi, chị em phụ nữ xã Đại Thành rất là phấn khởi và mong muốn là cống hiến những cái điệu nhảy và cái tinh thần đoàn kết yêu thương để chia sẻ và tôn vinh cái nét đẹp của phụ nữ. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự tạo điều kiện của ban tổ chức cũng như là toàn thể các chị em trong hội thi đã ủng hộ và cổ vũ cho đội tôi. Tôi cảm thấy là rất là vui và tự hào vì mình được đem những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình đến đây để hòa chung với cái không khí vui tươi ngày hôm nay. Và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi mình là một người con dân tộc và đem những cái bản sắc dân tộc của mình như cồng chiêng, nhảy sạp đến đây để hòa chung với không khí vui tươi của ngày hội ngày hôm nay. Và thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả những người phụ nữ Quốc Oai nói chung và những người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Đông Xuân Phú Mãn nói riêng là chúng ta hãy đoàn kết và cứ vui tươi để cho gia đình chúng ta ngày một hạnh phúc và vui vẻ hơn ạ. Dạ vâng, thưa chị. Hôm nay thì em rất vinh dự là một thành viên của đội Xuân Vũ đại diện cho xã Cần Hữu đến tham dự cuộc thi. Và bọn em mang đến một cái tiết mục tham dự cuộc thi, đó là tiết mục Tổ quốc gọi tên mình. Và thông qua tiết mục đó thì bên em muốn gửi đến chương trình một cái thông điệp. Mỗi chúng ta là một người phụ nữ đã sinh ra, chúng ta là một đóa hoa rất là đẹp rồi. Vậy chúng ta hãy luôn tự tin, tỏa sáng, khỏe đẹp và duyên dáng, xứng đáng là con cháu của Bảo Trưng và Triệu. Sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi của 9 đơn vị dự thi trình diễn áo dài và 15 đơn vị dự thi hội thi dân vũ đã thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt hội thi trình diễn áo dài cho đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hương. Một giải nhất thuộc về đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Thán. Hai giải nhì thuộc về đội Phụ nữ Công an huyện và Phụ nữ xã Đông Yên. Trao các giải ba và giải khuyến khích cho các đội thi còn lại. Đối với hội thi dân vũ, giải đặc biệt thuộc về đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Xuân. Giải nhất thuộc về đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thành. Giải nhì thuộc về các đội Phượng Cách, Cần Hữu, thị trấn Quốc Oai. Trao các giải ba và giải khuyến khích cho các đội thi còn lại. Chương trình lễ hội áo dài Phụ nữ Quốc Oai hội nhập và phát triển, hội thi dân vũ thể thao Phụ nữ Quốc Oai khỏe đẹp duyên dáng năm 2024 đã tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương gắn liền với quảng bá du lịch, tôn vinh giá trị áo dài truyền thống và nét đẹp của phụ nữ Quốc Oai, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp hội và phụ nữ Quốc Oai trong bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đưa áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, phụ nữ và truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần trong cán bộ, hội viên phụ nữ, hăng say phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và nhiệm vụ công tác hội năm 2024. Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Liệp khóa 20 vừa tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liệp khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phùng Văn Sáu, do chuyển công tác và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liệp khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tạ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã bầu ông Tạ Văn Thường giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liệp khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tuyệt đối. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liệp khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban Nhân dân Cần Hữu vừa tổ chức ra mắt mô hình Cổng trường an toàn và mô hình camera an ninh. Hai mô hình này sẽ phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực trường học nói riêng và trên địa bàn xã nói chung, góp phần phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mô hình cổng trường an toàn tại xã Kinh Hữu đi vào hoạt động với các tổ tự quản tại các trường học, lực lượng nòng cốt tham gia gồm đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công an và đại diện các đơn vị trường học. Hàng ngày vào khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, các tổ tự quản sẽ thực hiện tuyên truyền quy định của pháp luật về tham gia giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, tuyên truyền kiến thức phòng chống bạo lực học đường, mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh giác với thực phẩm bẩn trong cán bộ, giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh, cha mẹ học sinh nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung, giám sát tình hình an ninh trật tự, căng treo pano biển hiệu, tuyên truyền luật hướng dẫn giao thông đường bộ, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường vào các giờ cao điểm và giờ tan học của học sinh nhằm chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Mô hình camera với an ninh trật tự tại xã Kinh Hữu được ra mắt sẽ phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, qua đó ứng dụng và phát huy các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương. Với tổng số 25 mắt camera được kết nối với máy chủ tại trụ sở Đảng ủy xã Kinh Hữu sẽ được lực lượng công an thường xuyên phân công cán bộ phụ trách theo dõi tình hình. Đồng thời khi có các vụ việc xảy ra sẽ kịp thời trích xuất hình ảnh, sao lưu hình ảnh để phục vụ quá trình điều tra, xác minh thông tin. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sau buổi lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan hệ thống máy chủ camera an ninh đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phòng làm việc của công an xã và cổng trường an toàn tại trường trung học cơ sở Cần Hữu. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.